Vâng, chào mừng tất cả các cô chú và anh chị đã quay trở lại với channel của em. Hôm nay bên em xin giới thiệu anh review chi tiết chiếc xe bản số đang đeo là 86A023 68 này cho anh chị và cô chú cùng tham khảo ha. Tên em nó là Daewoo Sientra, sản xuất đời 2006, đăng ký 5 chỗ ngồi và không hết niên hạn. Đồng sơn xi đẹp, tay lái trợ lực, kính bấm. Với giá thành bên em bán cho anh chị là 135 triệu cho một chiếc Daewoo Sientra sản xuất đời 2006 này nhé. Và cũng như mọi video khác, em sẽ đi sơ vào đồng sơn xi, nội thất ngoại thất và gầm bệ máy móc của chiếc xe này cho anh chị cùng tham khảo. Em nó mang được một lớp là màu áo ở ngoài là màu trắng, rất là đẹp. Bốn cái tay cửa là được làm mạ chrome anh chị ha. Đây nắp bình xăng cũng có luôn, và bốn cái nẹp kính cũng được lên bằng inox luôn. Đây là cái vè che mưa cũng có luôn chị ha. Xe này thì vỏ bánh của em nó còn coi như là khá là mới. Vỏ bánh coi như còn phải được 85-90% anh chị. Ga lăng thì bốn cái da lăng đúc thì được vô cái viền gõ thì làm cho hài hòa cái xe. Hiệu lực đăng kiểm thì xe vẫn còn tới tháng 5 năm 2021. Đèn đóm thì trước sự màn hình thì anh chị thấy nè, bộ đèn rất là đẹp. Mặt ga lăng đằng trước cũng còn rất khá là mới. Xe thì được hỗ trợ thêm hai cái đèn gầm ở dưới cản tối để mình phụ thêm cho nó sáng anh chị ha. Xe này thì sang tên và ủy quyền đều được nha anh chị nha. Đây em sẽ đi một vòng form cho anh chị cùng tham khảo. Đó, form của em nó nhìn rất là ok anh chị ha, rất là đẹp. Với giá thành là 135 triệu thì anh chị và cô chú sẽ sở hữu được một chiếc xe Daewoo Sientra này. Form dáng của em nó thì cũng rất là khá là bắt mắt. Nhìn cũng có một cách là sang trọng lắm chị. Xe thì có hỗ trợ cho anh chị thêm camera dê nha anh chị nha. Xe này bên em sang tên và ủy quyền cho anh chị đều được khi anh chị có nhu cầu. Và bên em cũng có dịch vụ là giao xe 64 tỉnh trong vòng bán kính 100 cây số thì bên em sẽ miễn phí cho anh chị về tận nhà, còn trên 100 cây số thì anh chị vui lòng hỗ trợ em ít chi phí để em áp tải chiếc xe này về tận nhà cho anh chị nhé. Em lấy em mở cái khóa cửa mất tiêu rồi. Đây, em sẽ quay sơ về keo chỉ, sùng chỉ của chiếc xe này cho anh chị, cô chú cùng tham khảo. Đây là tắp bi cửa bên phụ, anh chị thấy vân của em nó nổi nè. Rất là đẹp anh chị ha. Bốn cửa là vẫn tắp nỉ zin còn theo xe, thì xe được chủ trước sơn giả gỗ. Mấy cái cánh cửa thì làm lên nổi bật một chiếc xe là nhìn rất khá là hài hòa anh chị ha. Keo chỉ của em nó đây anh chị. Nó keo chỉ thì hầu như cũng không mất một tí nào, rất là đẹp anh chị ha. Từ cái đường lường, những gợn sóng đây, bề tị chân lên anh chị thấy còn rất là khá mới. Thì đa số những dòng xe cũ hay mà mình xài nhiều hay ít thì mình nhìn những cái tị chân hoặc là những cái vô lăng hoặc là những cái đường tắp bi cửa thì em nó sẽ bị mòn bóng, thì chứng tỏ những cái xe đó là chạy dịch vụ hoặc là chạy rất là nhiều thì nó mới có một cái chế độ nó bị mòn như vậy. Còn nội thất ở bên trong này thì theo năm tháng thì em nó cũng nội thất cũng khá là sạch anh chị. Nội thất nè, có một vài hai điểm là chỗ này nó bị mọt tí anh chị ha. Cái này không biết làm sao mà nó bị chóc ở đây, tại vì cái này là cái da xịn thì nó mới chóc như vậy, chứ còn mà xi mini là nó chóc một phát, nó chóc một cái mảng rất là to luôn chị. Đây nữa nè, cái này theo năm tháng thì nó sẽ cũ mà, nó phải có một hai khuyết điểm chứ không thể nào nó hoàn hảo và nó đẹp được anh chị ha. Ở sàn bọng rất là ok, trần thì cũng được lợp la phong chống nóng rồi anh chị. Cửa nẻo thì đóng rất là khít, đóng rất là nhẹ nhàng. Những sóng gân, lượng sóng của em nó là vẫn còn nguyên bản theo nhà sản xuất. Đây là kèo cột, đây là trục B. Những nút đinh tán của nhà sản xuất vẫn còn nguyên bản, thì những dấu hiệu này xe mình nói không có bị cứng đụng nha anh chị nha. Đây là tắp bi cửa bên phụ anh chị thấy không? Vân rất đẹp nè. Đó, keo chỉ còn rất là liền. Anh nghĩ nó hợp đi lên chân xuống chân là anh chị thấy cửa bên cửa phụ không? Em nó còn rất là khá mới. Ghế ở đằng trước thì em nó
một dàn ghế rất là sạch sẽ. Mặt tắp lô thì rất là đẹp anh chị ha. Vân vẫn còn nổi rất là nhiều, thì được chủ cũng sơn giả gỗ những cái học này để nhấn cái xe lên. Thì nhìn ở trong cái hàng xe thì nhìn nó rất là ok anh chị ha. Đó, rất là đẹp. Chị thấy không? Xe này thì số sàn 5 cấp, điều hòa, máy lạnh, rau rất là sâu. Vô lăng thì tích hợp vô lăng 3 chấu. Xe có hỗ trợ cho anh chị một màn hình Android và camera yeah. Trần bọng rất là sạch sẽ, rất là sáng. Đây, những cái hộc này là được sơn giả gỗ hết. Thì tô lên một cái nét vẻ đẹp của chiếc xe để cho nó ấn tượng anh chị ha. Với giá thành thì 135 triệu thì anh chị và cô chú sẽ hữu một chiếc Gentra sản xuất đời 2006 này. Đăng ký 5 chỗ ngồi và không hết niên hạn, đồng sơn si, nội thất rất là đẹp. Bây giờ em sẽ quay chi tiết ở bên cửa bên tài cho anh chị cùng tham khảo luôn ha. Đây là cánh cửa sau lưng bên tài. Đó. Tắp bi thì Vân viết được anh chị có thấy nè, em nó còn rất là sáng, rất là đẹp luôn chị ạ. Tắp cửa. Xe này thì được cái khoang cốp của em nó thì cũng rất là rộng rãi nha anh chị. Dòng này thì khoang cốp là cực kỳ rộng luôn, anh chị cứ tha hồ đựng đồ. Cho một chuyến cuộc hành trình đi dã ngoại hoặc là đi về thăm quê hay đâu, xe đó đựng đồ rất là ok. Anh chị thấy nè, dàn khung của em nó nè, không có mục mọt anh chị ha. Nguyên cốp em nó rất là đẹp luôn, nó rất là liền. Bên em quay xe ở đâu chỗ nào, tình trạng xe làm sao thì em sẽ nói như vậy nha, chứ em cũng không có nói để cho mọi người anh chị mất thời gian đi lên, và cũng không có nhiều thời gian mà để dành đi lên xong xem cái xe mà tả nó không đúng như giờ em miêu tả thì nó mất thời gian đôi bên lắm. Mua cũng không được mà bán cũng không được. Còn khoang cốp thì anh chị cứ an tâm, rất là rộng. Đây, keo chỉ vẫn còn nguyên bản. Rồi bây giờ em sẽ tiến hành em đi sâu vào bên trong khoang máy cho anh chị cùng tham khảo. Đây là cánh cửa tài, cánh cửa được sử dụng nhiều nhất. Đó, keo chỉ nên chị thơ. Đó. Gân nè, nổi rất là ok. Xe thì 4 kính chính điện nha anh chị. Thất hồ mày. Mày lâu lâu mà giống như ma á cu. Lần thứ hai bữa giờ mày trên mấy lần á, cái anh đang làm anh làm có tưởng mày ma không. Thì với số tiền 135 triệu này thì anh chị và cô chú sẽ sở hữu một chiếc Daewoo Venture sản xuất đời 2006. Thì hiện tại là máy xăng, xe đang nổ máy công tơ mét đồng hồ anh chị thấy không? Mọi chức năng báo đầy đủ ha, không thiếu một cái gì cả, kể cả báo cửa luôn. Bốn kính chỉnh điện thì cũng rất là trơn tru anh chị ha. Đây. Hoạt động rất là chân chu, lên xuống rất là ok vậy ha. Chạy rất là ok. Bây giờ em sẽ review sơ về cái khoang máy cho anh chị và cái gầm cho anh chị xem. Vô lăng thì anh chị thấy nè, vô lăng rất là đẹp không? Vâng, em nó nổi theo ngày tháng nó vẫn ok. Tay lái trợ lực ha. Đèn còi xi nhan đầy đủ luôn. Không thiếu một chức năng gì hết, gạt mưa còn đầy đủ luôn chị nha. Gạt mưa gạt rất nhẹ luôn. Đây là khoang máy của chiếc Gentra với dung tích xi lanh là 1.6, thì phun xăng điện tử nha anh chị nha, xài 4 bếp phun, thì độ tiêu hao nguyên liệu của em nó là khoảng là 6-7 lít trên 100 cây số. Khoang máy rất là sạch sẽ và khô ráo. Đó, anh chị thấy nè, rất sạch ha. Những nốt đinh toán của nhà sản xuất vẫn còn nguyên bản từ thân dàn. Vú bò anh chị nè, vẫn còn nguyên bản ha, không có dấu hiệu va quẹt cấm đụng nha anh chị nha. Keo chỉ của nắp capo vẫn còn nguyên bản nè.
máy móc thì nó cực kỳ thì thầm, cực kỳ êm, nên anh chị và cô chú cứ an tâm về vấn đề máy móc ha. Bảo hành cho anh chị cô chú chạy Nam Bắc luôn nha, cứ an tâm. Mình chạy xe thì mình cứ để ý nước và két nhất quạt nó quay là chạy đường xa rất là ok. Và bây giờ mời tất cả các anh chị cùng theo em kiểm tra về khoang gầm của chiếc Daewoo Venture này coi như em nó như thế nào. Đây là dàn gầm bên tài nha anh chị nha. Thì trước sự màn hình thì anh chị và cô chú cũng hình dung thấy dàn gầm của em nó rất khá là cứng cáp, rất đẹp anh chị ha. Nếu anh chị thấy dàn gầm không? Đây là dàn gầm bên phụ nha. Đó, anh chị và cô chú nào thích sở hữu chiếc Daewoo Venture sản xuất đời 2006 này thì xin vui lòng điện thoại cho em theo số điện thoại đó là 0796822220 để được bên em tư vấn. Và khi anh chị và cô chú chốt cọc cái xe này thì bên em sẽ, anh chị không lên được tận bãi lấy thì bên em sẽ bàn giao chiếc xe này về tận khu vực nhà cho anh chị. Anh chị ở khu vực nào thì cứ xin vui lòng điện thoại cho em để mình thương lượng cái giá cả và hình thức mình vận chuyển nó như thế nào. Cảm ơn tất cả các cô chú và anh chị trong suốt thời gian qua cũng đã đồng hành và ủng hộ theo dõi kênh của em. Và cô chú anh chị ơi cũng đừng quên nhấn nút đăng ký và bấm chuông sát ngay góc bên tay phải màn hình của mình để cập nhật những mẫu xe mới nhất theo ngày tháng ở bên em nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại anh chị một clip sau. Công ty ô tô Duy Anh Mobile xin kính chào quý khách. Trụ sở chính tại 42 Ngô Thị Nhậm, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Chuyên mua bán, trao đổi, ký gửi ô tô, nhà đất, nhận rút nhập giấy tờ xe, nhà đất, đăng kiểm xe ô tô. Với phương châm bán sự yên tâm, mua sự hài lòng, chúng tôi cam kết tư vấn trung thực, chế độ bảo hành tốt, giấy tờ pháp lý rõ ràng, đảm bảo đem đến cho quý khách sự hài lòng tuyệt đối. Ô tô Duy Anh Mobile, dịch vụ tận tâm, nâng tầm thương hiệu.